không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê, nên tình còn lắm mê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, nên đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Hỏi nữa hả? Chứ sao? Cô biết sao? Trời đất ơi, tôi cam hết hơi nãy giờ mà hỏi nữa hả? Sao? Tôi đã nói với cô rồi, tôi với cô không có hợp. Không có hợp là không có hợp là sao? Còn hỏi nữa hả? Nhìn cái tướng không là biết không hợp rồi. Sao? Tôi cao như vậy, cô như vậy đó hả? Rồi sao? Rồi, rồi sao? Người ta cũng nói rõ ràng rồi, dần thân tỷ hỡi tư hành xung, cô tuổi con cọp, tôi tuổi con heo, cô ăn hiếp tôi hoài làm sao tôi chịu nổi? Anh đừng có đặt điều nó lao. Vậy sao hồi trước đó, lúc mới quen với tôi đó, anh nói mấy thứ đó là mê tín dị đoan. Đừng có thèm tin nó rồi bây giờ rồi về. Đừng có cao giọng lên nữa. Hả? Hồi trước tôi nghĩ vậy, bây giờ tôi mới biết là mình dại dột. Thôi, anh đừng có lẻo mép kiếm cớ để ruồng rẫy tôi. Anh cứ nói thẳng đi, là bây giờ anh thấy tôi tàn bại rồi, ông có còn được với mấy đứa con gái nheo nhẹo nữa, nên anh muốn dứt tình để tìm về bên là cái bớ. Nín đi, đừng có vu khống cho tôi. Tôi không còn yêu cô nữa chính là tại vì cô, chứ không phải vì lý do gì hết. Tại tôi hả? Ừ. Mà tại tôi thì tại tôi ra làm sao? Còn hỏi nữa hả? Hỏi chứ sao không hỏi? Nghe tôi nói thơ nè. Nói sao? Nói thơ sao? Từ ngày tôi rước em về, tưởng là sẽ khá, ai ngờ thêm hư. Ê, bậy. Đi chợ thì ăn quà trừ, hàng trên quán dưới nở văn tứ bề. Trời đất ơi. Nấu cơm trên sông dưới khê, ai nhão nhoẹt nhão nhòe như thể cháo heo. Hả? Ăn thì như cọp như beo, để kêu rửa chén như mèo cắt đuôi. Kiếm chuyện. Ngồi lễ đối mắt thì vui, còn kêu giặt vũ thì tôi nhức đầu. Không có à? Khuyên thì cạo nhão cạo nhào. Hả? Bảo em như nước đổ tàu lá khoai, đúng nhau. Thì anh thương tôi thì anh phải chiều tôi chứ. Thôi thôi thôi. Sao sao? Tôi đã chiều em quá nhiều rồi, tôi không thể chiều được nữa. Cũng tại anh hết trơn à. Tại tôi. Chứ tại ai nữa? Sao? Cái hồi mới quen đó. Ờ. Anh nói toàn là những lời ngon tiếng ngọt. Hả? Anh nói nếu ưng anh ấy thì sướng lắm. Hả? Khỏi phải đi chợ. Ừ. Khỏi phải nấu cơm. Khỏi phải giặt đồ. Chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn không à. Cho nên tôi mới nghe, tôi mới ưng. Ai ngờ sau đó thì anh quên hết rồi. Anh bắt tôi làm đủ thứ chuyện. Nào là cái... Thôi Ninh, Ninh. Có hả? Tôi có hứa vậy hả? Có hứa mà. Nhưng mà em cũng phải thích nghi với hoàn cảnh chứ. Rất giao sao? Không có tiền để thuê người giúp việc thì em phải lo cán đáng việc nhà chứ. Cán là sao? Từ ngày sống với em, tôi bị sụp hết 8kg rồi. Đâu tụi em hả? 98kg còn có 90 là thấy không? Từ ai biểu em, anh? Em lên cân dùng dụng rồi. Ai biểu anh? Ai biểu anh bày đặt anh kén ăn chi cho nó ốm? Kén cái gì? Đói gần chết chứ kén cái gì? Mà làm sao tôi có thể thưởng thức cái món cá lóc kho mà còn nguyên vậy, với lại thịt heo xào mà không có nhổ lâm của em chế biến nữa. Cười hả? Anh ăn mấy món đó không được thì để tôi làm món khác chứ. Rồi. Làm gì mà anh mới xa lánh tôi. Anh làm thôi thôi vậy? Thôi thôi. Mấy món đó là muốn chết rồi. Quá đủ rồi. Bao tử của tôi không thể nào chịu đựng được những cuộc thử thách như vậy nữa. Tôi mà ngủ bao tử tôi nó rên không nữa hả? Cho em biết hả? Ui cha, trời ơi tôi ngán quá. Cái gì thấy ghê quá. Đó, đó, em có nghe bao tử tôi nó nói không? Làm sao em nghe được? Đó là chưa kể nha. Em nó lợi dụng sự thật thà của tôi để lừa dối tôi. Tôi lừa dối anh hả? Tôi lừa dối anh hồi nào? Lừa dối hồi nào? Đừng chối nữa em. Khi tôi đã nói là tôi có bằng chứng đầy đủ trong tay rồi. Vậy phải không? Ở trong tay là anh có bằng chứng phải không? Đúng. Anh cứ trưng bằng chứng ra đi. Tôi thách anh đó. Khỏi thách, khỏi thách.
đây nè, cuốn sổ 4.500 đó. Ừ. Tất cả những sự lừa dối của cô tôi đã ghi vào cuốn sổ này. Ừ. Trời ơi, vậy mà trước đây tôi có tưởng cô là một người chân thật. Nhưng tôi lừa dối anh cái gì chứ? Còn hỏi nữa hả? Trời ơi, chọc tôi nổi giận không à? Tôi mà biết tôi đánh lộn chắc ăn em, tôi quánh em rồi. Đến lúc này mà vẫn còn chưa chịu nhận lỗi hả? Lỗi gì? Cô đừng tưởng khi cô xách giỏ đi chợ, cô đi đâu làm gì là tôi không biết sao? Tôi đã theo dõi cô. Rất để rồi. Trời ơi, tôi mới biết được một sự thật phủ phàng. Phủ phàng hả? Thì ra mỗi lần tôi đi chợ đều bị anh theo dõi phải không? Đúng. Vậy anh thấy cái gì, biết cái gì cứ nói thẳng ra đi, nói đi. Trời đất ơi, còn thách nữa. Thách đó. Tôi nói tới như vậy mà em vẫn còn thách thức tôi nữa hả? Vậy chứ sao, tôi thách anh đó. Tôi tự thấy tôi chưa có lừa dối anh gì hết trơn trời. Nhưng tôi nói là có. Tôi trả lời với anh là không. Tôi quả quyết là có. Tôi nhất định là không. Có. Không. Có. Không 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 không. À, vậy là em cứ khăng khăng muốn tôi trưng ra bằng cớ phải không? Đúng vậy. Mà nếu không có thì anh đừng có trách tôi nha. Tôi nói thiệt với anh, không có là tôi sẽ xiết xác anh. Đừng có làm tôi hồi hộp. Được rồi, vậy thì nghe đây. Và cố nhớ cho thiệt kỹ được coi lương tâm có cắn rứt hay không. Nếu không thì tôi sẽ cắn. Và tôi sẽ cắn thiệt mạnh. Tôi cắn cho đứt cái lỗ tai của anh ra. Hăm dọa hả? Chứ sao? Nghe đây nè. Nghe nè. Sổ ghi chép sự lừa dối khủng khiếp của bạn tình. Trời đất ơi, ghi hết trơn trời rồi. Câu đầu không là nghe hồi hộp rồi, thấy rồi. Chưa? Không, không bao giờ hồi hộp. Nghe đây. Ngày 4/1, xách giỏ đi chợ lúc 8:25 mua cá kèo ra muốn tiêu hành tỏi ớt 8.500 đồng, về nhà dám nói là hết 10.000. Trời ơi, còn tôi cháu làm gì? Tôi cháu làm hết 2.000 rồi. Tôi lỗ hết 500 rồi còn chưa có ghi vô còn nói gì nữa. Không muốn nhắc tới cháu làm. Sao? Ngày 6/3, đi chợ lúc 7:45 mua gà nấu cà ri tốn hết 17.200 đồng, về nhà dám nói là tốn hết 22.000. Trời đất ơi, ông nói tôi ăn lời 4.800 hả? Còn cái tiền chạy đầu làm ngón tay tôi tốn hết 6.000. Lỗ nhà ai? Cháu không tính. Đừng có cười. Trong lúc tôi đang giận không có cười. Cười nghe đọc tiếp sao? Nè. Ngày 17/3, đi chợ lúc 9:00, mua thịt heo cải ngọt nhân dân tốn hết 12.000, về nhà dám nói là tốn 18.500. Trời ơi, 6.500 rồi chưa đủ tôi đi ăn bánh xèo nữa, với ăn chí mè phủ nữa. Đừng có nói tôi thèm. Ngày 24/5, lúc 8:00 tối, cầm tiền mua gói thuốc chết theo giá bán lẻ là 5.200, vậy mà về nhà dám nói là 6.800 đồng. Ngày 30/6, trời đất ơi, ông uống thuốc thì tôi phải cắn một dưa một bi chứ. Trời đất ơi, chưa thấy cái thằng chồng nào nó kêu kiện chứ cái thằng chồng này. Thôi, tưởng chuyện gì động trời chứ, có mấy cái thứ ghi chép lăng nhăng đó mà cũng làm ra vẻ quan trọng nữa. Bày đặt lập sổ ghi chép sự lừa dối khủng khiếp chứ. Ít mà xích ra nhiều không phải lừa dối sao? Sao? Bao nhiêu đó cũng đủ làm tim tôi rướm máu rồi. Tôi không thể cùng cô tiếp nối tình yêu được nữa. Đừng mong trốn tránh, dù anh có lên trời tôi cũng lên theo, anh có chui xuống đất tôi cũng xuống theo, vì tôi vẫn còn yêu anh tha thiết. Nhưng tôi không còn yêu cô nữa. Anh phải yêu. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời hay trắng đôi đen, tình đời còn lắm con tên, tình đời còn lắm đam mê, nên tình còn lắm mê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, nên đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa.